Chu Thanh Huyền lộ vóc dáng thật khi cùng mẹ Quang Hải đi mua sắm, khác xa ảnh tự đăng. Chu Thanh Huyền cùng mẹ chồng đi mua sắm, không quên quà cho Quang Hải. Hình ảnh nàng VDAR Chu Thanh Huyền khi cùng mẹ Quang Hải đi mua sắm gây chú ý, cũng biết cân nặng chính là điều ám ảnh của không ít mẹ bỉm sau sinh. Với vợ Quang Hải cũng không ngoại lệ, cô nàng sinh năm 2000 để lộ vòng 2 không mấy thon gọn. Cách đây khoảng 1 tháng, bà xã Quang Hải chia sẻ hình ảnh chăm con, tự nhận bản thân hay có phần nhếch nhác. Nhưng đây là điều không tránh khỏi với bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào. Tuy nhiên, hình ảnh này khác xa so với ảnh cô nàng tự đăng gần đây. Thanh Huyền trước đó khoe thân hình nuột nà, gọn gàng và vô cùng xinh đẹp. Nhưng đây là điều có thể thông cảm được với mẹ bỉm, bởi ai cũng muốn khi xuất hiện sẽ trông thật xinh đẹp. Thời gian qua, cuộc sống gia đình của Quang Hải và vợ luôn được dân tình quan tâm. Tiền vệ sinh năm 1997 phía sau sân cỏ là người luôn hướng về gia đình, thích bếp núc và chăm sóc những người thân. Không chỉ từ khi lấy vợ, những ai quen Quang Hải từ xưa đến nay đều phải trầm trồ về khoản nấu ăn. Dẫu vậy, thời gian này Quang Hải đang cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Ấn Độ nên không có nhiều thời gian cho vợ con. Cùng vì vậy, trong ngày đi mua sắm cùng mẹ chồng, Thanh Huyền không quên chọn áo cho chồng cầu thủ. Về phía Quang Hải, anh cùng tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu với Ấn Độ 12-10 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Sau đó, anh trở lại câu lạc bộ Công an Hà Nội để chuẩn bị cho trận derby với Hà Nội Fan Club ở vòng 4 V-League 2024-2025 vào ngày 19 tháng 10. Quang Hải đá chính cả 3 trận đấu vừa qua của Công an Hà Nội tại V-League nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Đội bóng ngành công an đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 4 điểm, kém vị trí đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai 3 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.